Chào tất cả các bạn nha. Thì chúc tất cả các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha các bạn. Thì hôm nay mình làm video này chia sẻ đến các bạn nha. Thì như các bạn thấy đây là nhà xoài Đài Loan mình đây các bạn. Nó ra được một cơ đọt đó các bạn. Thì cơ này là mình thả các bạn. Hiện tại thì cơ đọt này lá nó cũng già nhưng mà nó chưa có già hung nha các bạn. Thì hiện tại thì hôm nay mình làm video chia sẻ các bạn là cách mình bón phân để xử lý đọt nha các bạn. Thì như mình các video rồi mình có chia sẻ các bạn đó. Thì mình xử lý phân để kích đọt các bạn. Thì bón phân tưới nước. Mình sau khi mình bón phân tưới nước được 2 tuần lễ thì mình bắt đầu tiến hành kích đọt nha các bạn. Thì trong thời gian mình bón phân tưới nước nếu cây nó chịu ra lá thì thôi. Còn nếu không thì mình áp dụng phun thuốc kích đọt các bạn ơi. Thì như các bạn thấy nè. Rồi Đài Loan mình hiện tại ra được một cơ lộc hồi đợt rồi đó các bạn. Thì khá là đẹp luôn các bạn. Nhưng mà vì nó quá sớm nên mình thả các bạn ơi. Thì hiện tại hôm nay mình bắt đầu bón phân để kích đọt. Thì cái dòng phân mình từng chia sẻ với các bạn đó. Thì hôm nay mình áp dụng thực tế để cho các bạn thấy và để các bạn hiểu rõ thêm nha. Thì mình làm video này chia sẻ cho các bạn mà mới bắt tay vào làm vườn á, nhiều khi các bạn chưa có hiểu á. Thì mình làm video này để chia sẻ cho các bạn nha. Dòng phân mình áp dụng và phân mình phối trộn như thế nào ra sao. Thì video này mình chia sẻ hết cho tất cả các bạn mới làm vườn để các bạn nắm mà biết áp dụng nha các bạn. Các bạn thấy nè, cơ đọt này rất là đẹp luôn. Mà mình thả thì mình cũng thấy rất là tiếc các bạn. Nhưng mà nếu mình cơ đọt này mà mình xử lý thì nó quá sớm các bạn ơi. Thì hiện tại hôm nay là 21, 22 tháng 3 nha các bạn. Thì mình bắt đầu bón phân tưới nước cho cây để chuẩn bị kích lộc là vừa nha các bạn. Cái gì cũng phải chuẩn bị từ lúc ban đầu các bạn ơi. Phải có thời gian chuẩn bị đâu đó cho nó đàng hoàng nha các bạn. Thì mình làm video này chia sẻ đến tất cả các bạn cái dòng phân mình áp dụng và phân mình phối trộn để kích lộc ra sao như thế nào. Thì các bạn xem tiếp video nha. Còn đây các bạn, đây là cái vườn mà Đài Loan mình mới trồng được 2 năm nha các bạn. Thì mình cũng xử lý để làm bông luôn các bạn ơi. Thì thấy cây nó cũng tàn cũng khá là ổn rồi. Mình tiến hành mình xử lý bông luôn các bạn. Thì trong thời gian mình xử lý bông đó các bạn thì cây mình nó vẫn lớn nha các bạn. Thì nó cây nó vừa cho trái nó vừa lớn. Thì theo mình từng áp dụng mình xử lý thì mình thấy mà xoài mình như thế là mình lấy trái là khá ok rồi nha các bạn. Thì cây mình nó được 23, 25, 26 tháng các bạn ơi, nó hơn 2 năm rồi. Thì mình cũng áp dụng lấy trái luôn các bạn ơi. Mình xử lý một lượt với xài lớn của mình. Mình bắt đầu phối trộn phân nha các bạn. Thì mình phân dòng phân mình xử lý dòng phân gì ra sao như thế nào thì cách phối trộn ra sao thì video mình này mình chia sẻ các bạn nha. Thì bây giờ mình bắt đầu phối trộn phân thôi các bạn ơi. Mình từng chia sẻ với các bạn đây thì mình xử lý là dòng phân 20-20-15 nha các bạn. Thì dòng 20-20-15 này thì của Philippines Gold các bạn ơi. Thì cái dòng phân này là rất là tốt các bạn và nó dễ tan nha các bạn. Thì các bạn quan sát thấy nè, đây là cái hộp phân của dòng 20-20-15 của Philippines nha các bạn. Thì dòng phân này rất là chất lượng các bạn. Nó dễ tan, nó mau tan. Sau khi chúng ta bón xuống đất đó, thì khi chúng ta bón xong chúng ta quay trở lại chúng ta tưới nước thì nó tan hoàn toàn trong đất nha các bạn. Thì nó nhanh tan giống như cái dòng UG vậy các bạn ơi. Thì chính vì vậy đó cây mình nó dễ hấp thu các bạn, nó hấp thu nhanh. Thì các bạn quan sát thấy này, cái hộp phân như thế này là các bạn thấy là cái dòng phân là cực kỳ tốt nha các bạn. Và nó mau tan. Thì tiền nào của nấy các bạn ơi.
Còn đây thì UG Phú Mỹ đây các bạn, thì như mình đã từng chia sẻ đó, mình nói là một bao 50 kg của 20-20-15 mình phối trộn với 20 kg hoặc 25 kg UG mà dùng để kết lọc các bạn. Đây là UG các bạn, mình nửa bao các bạn ơi, 25 kg. Còn đây là một bao 20-20-15 của Philippines nha các bạn, Philippines Gold. Thì dòng phân này là nó rất là tốt các bạn ơi, nó rất là mau tan. Thì tiền nào của nấy các bạn ơi. Cái hai dòng 20-20-15 mà nó ba màu á các bạn, thì nó có dòng phân đó nó không có mau tan như cái dòng phân này nha các bạn. Dòng phân 20-20-15 nó có ba màu, tức là nó có ba hộp á, hộp đạm, hộp lăng và hộp kali đó các bạn. Thì còn cái dòng phân này á, thì nó đã cách xử lý là nó trộn sẵn chung vào một hộp thôi các bạn. Thì đạm lăng kali nó đều có đủ trong đây, nhưng mà nó có cái thế mạnh đó là nó rất là mau tan các bạn, nên cái việc mà mình bón trên khô á, bón trên khô á, là tức là trên khô là mình bón cây ăn trái các bạn, còn bón mình nói bón ướt tức là mình bón cho lúa các bạn. Thì cái việc phân này là nó hòa tan rất là nhanh, nó rất mau tan luôn các bạn. Thì cái thế mạnh nó được là thế, thì nó rất mau tan nên cây trồng mình hấp thụ nhanh. Thì chỉ có nhiêu đó thôi các bạn ơi, chứ cũng không có gì khác biệt nha. Mình xử lý sao thì mình chia sẻ cho các bạn nắm như thế, thì các bạn thấy hay thì các bạn áp dụng thôi. Thì mình từng nói đó, thì mình làm sao thì mình chia sẻ như thế để các bạn có thể mà thấy hay thì các bạn áp dụng vận dụng. Thì mình đã áp dụng thực tế và mình thấy hiệu quả thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn. Mục tiêu của mình là cùng nhau phát triển các bạn ơi. Thì câu tục ngữ mình rất tâm đắc, mình thường hay nói đó là một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Thì những cái gì mình biết, mình đã từng áp dụng, mình thấy hiệu quả thì mình chia sẻ cho các bạn. Thì các bạn cứ mạnh dạn mà áp dụng nha các bạn. Thì phân này thì một bao cho 20-20-15 50 kg mình phối trộn với nửa bao UG Phú Mỹ là dùng để kết lọc nha các bạn. Thì mình trộn đều vào nhau và mình bón thôi các bạn ơi, tùy theo tỷ lệ của cây. Cây lớn nhỏ thì mình thì từ nửa ký lô đến 1 ký lô. Đối với những cây mà lớn nhỏ thì các bạn tăng giảm cho nó thích hợp. Mình không thể chia sẻ, mình nói rõ về vấn đề đó được, tại vì giai đoạn cây lớn, cây nhỏ nó khác nhau các bạn. Thì cái dòng phân mình dùng để kết lọc các bạn, thì một bao 20-20-15 50 kg mình phối trộn với nửa bao UG Phú Mỹ nha các bạn. Thì mình dùng để kết lọc đối với sòi Đài Loan các bạn. Thì mình bón phân tưới nước sau 2 tuần. Thì nếu sòi mình nó chịu ra lọc thì thôi, còn nếu không thì mình áp dụng phun thuốc kết lọc nha các bạn. Thì cái liều lượng bón phân thì và cách phối trộn thì mình phối trộn như thế các bạn, bao 50 kg 20-20-15 và mình phối trộn với nửa bao UG Phú Mỹ. Thì cách phối trộn của mình để cho nó chính xác và nó đều phân các bạn, thì mình phối trộn là 50 kg 20-20-15 các bạn, và nửa bao UG Phú Mỹ, nửa bao tức là 25 kg các bạn. Thì mình xúc để mình phối trộn cho nó có sự đồng đều nha các bạn. Thì 10 kg 20-15 mình phối trộn với 5 kg UG các bạn ơi, tức là hai phần này một phần kia các bạn. Thì mình xúc ra những số lượng như thế mình mới trộn nó đồng đều nha các bạn. Rồi ok, 10 kg 20-20-15. Rồi tiếp theo là 5 kg UG nữa. Thì mình quay thực tế vậy để cho các bạn thấy mà nó hiểu thêm các bạn ơi. Thì 5 kg UG và 10 kg 20-15 thì mình xúc ra như thế, mình phối trộn thì nó rất là đồng đều và nó chính xác các bạn. Tại vì một bao 20-20-15 thì 50 kg và mình phối trộn thêm 25 kg UG, thì mình xúc ra mình phối trộn là 10 kg 20-20-15 và 5 kg UG, như thế là nó rất là chính xác và nó đồng đều nha các bạn. Rồi ok, 15 kg. Rồi thì mình làm video này thực tế để cho các bạn thấy mà nó hiểu thêm nha các bạn.
Rồi các bạn thấy video mình hữu ích thì đừng tiếc like, chia sẻ, đăng ký nha. Chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.